Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Tiên, giáo viên các lớp Junior và Pre-Senior tại The IELTS Workshop. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hai việc nhất định phải làm để có được một điểm số cao trong phần thi IELTS Reading nhé. Việc thứ nhất, tối đa hóa vốn từ vựng thông qua các bài đọc IELTS cũng như các nguồn sách báo. Như các bạn đã biết thì một bài thi IELTS Reading Academic của chúng ta thường có tổng độ dài khoảng 2.700 từ và chúng ta sẽ phải giải quyết các câu hỏi liên quan trong khoảng thời gian là 60 phút. Vì vậy, để có được một điểm số cao trong bài thi IELTS Reading, các bạn bắt buộc phải có một vốn từ vựng phong phú. Tuy nhiên, để xây dựng được một vốn từ vựng lớn như vậy thì có hai điểm mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Điểm thứ nhất, đó là phương pháp học nhồi. Ý mình muốn nói ở đây là phương pháp học một lượng từ vựng lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể là học 50 từ trong một bài IELTS Reading trong khoảng thời gian một ngày. Mình hiểu rằng có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến phương pháp học này. Các bạn có thể được khuyên rằng hãy học theo phương pháp nào vui vẻ hơn, mưa dầm thấm lâu. Tuy nhiên, với trải nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy rằng phương pháp này thường khó đem lại hiệu quả như các bạn mong muốn. Đặc biệt khi mà phần lớn các bạn học sinh học tiếng Anh hiện nay, theo mình thấy, thường học tiếng Anh là một bộ môn không chuyên. Và khi các bạn bắt đầu tập trung vào môn học này cũng đã là thời điểm mà các bạn không còn quá nhiều thời gian để có thể chờ tiếng Anh có thể thấm từ từ vào bản thân mình nữa. Bản thân mình là một học sinh học chuyên tiếng Anh từ những năm học cấp 2 cho đến hết những năm đại học. Tuy nhiên thì đến tận hiện nay, bản thân mình cũng từng trải qua rất nhiều thời gian mà sử dụng phương pháp học nhồi này và đã thấy được sự hiệu quả của nó. Nếu như được quay trở lại những thời học sinh, sinh viên, có thể điều duy nhất mà mình muốn thay đổi đó là mình sẽ cố gắng tìm nhiều phương pháp để có thể học chill hơn một chút và mình có thể nhồi được nhiều từ vựng hơn. Vậy làm thế nào để có thể chill được? Bây giờ mình đã biết rằng bên cạnh những cách học truyền thống của mình đã làm ngày trước, ví dụ như chép từ mới ra vở, sau đó chép lại nhiều lần, thì các bạn có thể sử dụng các phương pháp như học nhóm, hoặc sử dụng các nền tảng từ vựng, thẻ từ vựng online như là Anki hoặc là Quizlet với các chức năng như hình ảnh minh họa, phát âm từ, kiểm tra hoặc chơi online với bạn bè. Mình thấy rằng tất cả những chức năng này đều rất thú vị. Ngoài ra, các bạn cũng không nên tạo áp lực cho bản thân nếu như mình quên các từ vựng mình đã học sau khoảng thời gian khoảng 1 tuần hay 2 tuần. Bởi vì trên thực tế, các nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng ta thường chỉ có thể nhớ được 20% những gì mình đã tiếp nhận sau khoảng thời gian 1 tháng. Vì vậy, điều mà chúng ta cần làm là hãy sắp xếp thời gian cụ thể để có thể ôn tập lại những từ vựng đã học. Cách đơn giản là chúng ta có thể mở bài đọc mà chúng ta đã làm ra dịch lại hoặc sử dụng chức năng kiểm tra trên phần mềm Quizlet. Mình thấy đều rất hiệu quả. Việc số 2, nắm thật chắc cách giải từng dạng câu hỏi trong phần thi IELTS Reading, liên tục giải đề và rút kinh nghiệm. IELTS là một bài thi, có một câu nói nổi tiếng, biết mình biết người trong trận trong thắng. Mình ở đây, chúng ta có thể hiểu là điểm số IELTS hiện tại và ban điểm mong muốn của các bạn, và người được hiểu là định dạng của các phần trong bài thi IELTS Reading, các tips cũng như các chú ý khi làm bài. Muốn được một ban điểm cao trong phần thi IELTS Reading, nhất định các bạn phải nắm thật chắc các thông tin này. Để có thể có các thông tin về định dạng bài thi cũng như các tips làm bài, các bạn có thể tham khảo cuốn IELTS Academic Trainer. Cuốn này nêu rất rõ các thông tin đó. Ngoài ra thì các bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể luyện tập giải đề thường xuyên, bởi vì theo như mình thấy, có thể chúng ta đã nắm được các bước làm bài, các tips làm bài rất kỹ càng rồi. Tuy nhiên, nếu như không luyện tập giải đề dưới giới hạn thời gian thi thật, thì thường khi làm bài chúng ta hay sai những lỗi khá ngớ ngẩn. Để có thể tránh được các lỗi này, có một cách rất đơn giản mà các bạn có thể áp dụng được, đó là chúng ta sẽ nốt lại những lỗi sai sau khi giải một đề trực tiếp vào phần đề vừa giải hoặc ra vở riêng. Sau đó, quan trọng hơn, trong lần giải đề tiếp theo thì các bạn cần phải nhìn lại danh sách các lỗi này và cố gắng hết sức để tránh lặp lại. Vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn hai việc nhất định phải làm để có được một điểm số cao trong phần thi IELTS Reading. Tuy nhiên, trước khi kết thúc video này, mình có một lời muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn. Đó là committed actions come first and motivation comes later. Đừng chờ đợi tới khi đam mê ghé thăm, mà hãy bắt tay ngay vào luyện tập giải đề IELTS Reading để chúng ta có thể sớm đạt được ban điểm như mình mong muốn nhé. Một lần nữa, mình là Thủy Tiên, giáo viên đến từ The IELTS Workshop. Hy vọng video này có ích cho quá trình luyện thi IELTS của các bạn nha. Nếu các bạn muốn mình mang đến những video tương tự, hãy ấn like và subscribe kênh của The IELTS Workshop. Cũng đừng quên comment nội dung mà các bạn
quan tâm xuống phía dưới để mình có thể sớm quay trở lại nhé.